18 hình phạt dưới các tầng địa ngục có thể bạn sẽ phải chịu sau khi chết. Chia sẻ với các bạn 18 hình phạt ở các tầng địa ngục. Nếu bạn tin thế giới tâm linh, hãy vào xem để tránh những hình phạt này sau khi chết đi nhé. Trong quan điểm của nhiều người, sau khi chết chỉ có thể xác bị hủy hoại, còn linh hồn thì vẫn tồn tại. Tùy theo công tội khi còn sống mà linh hồn ấy được lên trời, về cõi niết bàn, đầu thai làm người hoặc súc vật, hoặc bị đày đọa xuống địa ngục. Địa ngục được coi là nơi giam giữ và trừng phạt các linh hồn tội lỗi. Trong thập bát nê lê kinh, địa ngục được chia thành 18 tầng, xếp theo thời gian dài ngắn chịu tội và đẳng cấp nặng nhẹ của tội hành. Nếu lấy thời gian thọ mệnh ở địa ngục so với thời gian ở dương gian, thì một ngày ở địa ngục bằng 1750 năm tại trần thế, nhẹ nhất cũng phải ở đến 1 vạn năm, tức là 13 tỷ 500 triệu năm mới hết thọ, thoát ngục và chuyển tiếp sang ngục khác. Sau đây là 18 tầng địa ngục và các hình phạt khắc nghiệt tương ứng. 1. Kéo lưỡi rút ra tại Bạc Thiệt địa ngục. Hình phạt này áp dụng với người khi còn sống hay khêu chọc ly gián, phỉ báng hại người, chửi rủa người khác, gian ngôn xảo biện, nói dối gạt người. Sau khi chết sẽ vào Bạc Thiệt địa ngục. Tiểu quỷ sẽ banh mồm rồi dùng kềm thép gấp lấy lưỡi rút ra. Không phải là giật một cái cho đứt hẳn, mà là từ từ kéo ra cho dài. Sau đó chuyển nhập tiễn đao địa ngục, thiết thủ địa ngục. 2. Cắt đứt 10 ngón tay tại tiễn đao địa ngục. Tại dương gian, nếu người chồng bất hạnh qua đời sớm, người vợ phải thủ quả. Nếu người làm cho quả phụ tái duyên hoặc giúp nàng làm mai làm mối, câu dẫn đàn ông khác, thì sau khi chết sẽ bị đưa vào ngục này cắt đứt 10 ngón tay. 3. Gai nhọn đâm tại thiết thủ địa ngục. Người nào khi còn sống làm những việc ly gián cốt nhục, chia rẽ phụ tử, phu thê, huynh đệ tỉ muội người khác, sau khi chết sẽ vào tầng này. Trên khắp thân cây đều là những lưỡi dao nhọn cắm vào người từ phía sau lưng rồi treo lên trên cây. Sau thời gian chịu khổ hình sẽ chuyển sang Bạc Thiệt địa ngục, Chân Lung địa ngục. 4. Nghiệt kính địa ngục chiếu rọi tội trạng. Người phạm tội ở trần thế, dù không khai nhận hay chạy hết đường này cửa nọ, có thể mang thiên quá hải thoát qua khỏi sự trừng phạt, nhưng vẫn xem là một phạm nhân đào tội, đào vong suốt kiếp rồi cũng sẽ có một ngày phải chết. Đến địa phủ báo cáo sẽ được đưa vào nghiệt kính địa ngục chiếu rọi tội trạng, sau đó sẽ được phân loại và chuyển sang các ngục khác. 5. Nhốt lòng chân ở Chân Lung địa ngục. Loại người mà ngày thường hay để ý tất cả việc lớn nhỏ của gia trưởng, rồi tiên sàng đồn bậy, hãm hại phỉ báng người khác, chính là loại người được ví là mụ lưỡi dài. Loại người này sau khi chết sẽ phải vào Chân Lung địa ngục, bị nhốt vào lòng mà chân. Không chỉ như vậy, sau khi chân xong còn phải để gió lạnh thổi qua khắp người rồi chuyển vào Bạc Thiệt địa ngục. 6. Ôm cây đồng nóng tại Đồng Trụ địa ngục. Những kẻ thù ác phóng hỏa hại người, hủy diệt tội chứng, sau khi chết sẽ phải vào Đồng Trụ địa ngục. Các tiểu quỷ sẽ lột hết quần áo, bắt phải dùng thân thể ôm lấy cây cột đồng đường kính 1 thước, cao 2 thước. Trong cây đồng đang đốt than cháy và không ngừng quạt cho lửa bùng lên, cột đồng sẽ nhanh chóng nóng đỏ. Đây chính là tương tự với bào lạc của Tô Đắc Kỷ trong Phong Thần Diễn Nghĩa. 7. Phải leo núi Đao tại Đao Sơn địa ngục. Những kẻ khinh nhường thần linh, người không tin cũng không sao, nhưng không thể vì thế mà khinh mạng họ. Những kẻ sát sinh, chưa nói đến sát nhân, mà chỉ cần nói đến giết trâu ngựa, mèo chó thôi, vì chúng cũng là sinh mạng, có thể tiền kiếp chúng cũng là người. Vì âm ti không giống dân gian, không phân quý tiện cao thấp, nên trâu ngựa mèo chó cũng như người đều được xem là sinh linh. Kẻ phạm một trong hai tội trên, sau khi chết sẽ vào Đao Sơn địa ngục, cởi bỏ mọi thứ trên người, dùng chính tấm thân trần trụi để leo lên núi Đao, xem xét phạm tội nặng nhẹ thế nào để định thời gian trừng phạt trên đó. 8. Phải leo núi Băng tại Băng Sơn địa ngục. Ác phụ mưu hại thân phụ, thông gian với người khác,
hủy bỏ thai nhi, sau khi chết sẽ vào băng sơn địa ngục, lột bỏ quần áo rồi lên núi băng. Ngoài ra, những kẻ ham mê cờ bạc, bất kính phụ mẫu, bất nhân bất nghĩa cũng đều phải lên núi băng cả. 9. Bị chiên trong vạc dầu ở dầu oa địa ngục. Những kẻ cho bời trác táng, đầu trộm đuôi cướp, khinh hiền hấp nhược, lừa gạt phụ nữ nhi đồng, vu cáo phỉ báng người khác, mưu chiếm tài sản vợ con người khác, sau khi chết sẽ vào ngục này, lột hết quần áo để bị vào chảo dầu mà chiên lật, dựa theo phạm tội nặng nhẹ mà phán phải lật bao nhiêu lần. Có người tội nghiệp thâm trọng, vừa từ băng sơn xuống lại bị giải vào vạc dầu. 10. Bị trâu hoang hút và dẫm tại Ngưu Khanh địa ngục. Đây chính là nơi để súc sinh kêu oan. Những người khi còn sống tùy ý truy sát súc sinh, đem sự vui thú của mình đặt trên sự đau khổ của chúng. Sau khi chết sẽ bị giải vào đây để bị các con trâu hoang tù lại, dùng sừng hút, dùng chân dẫm đạp. 11. Đá rơi vào người tại thạch áp địa ngục. Người nào sinh ra đứa con, bất luận là nguyên nhân gì, tính tình si ngốc, tàn tật hoặc do tư tưởng trọng nam khinh nữ mà đem dìm chết đứa bé hoặc bỏ rơi nó, hạng người này sau khi chết sẽ bị giải vào thạch áp địa ngục. Trong ngục có một hồ đá lớn, được dùng dây thừng treo những tảng đá lớn nhỏ khác nhau ở trên. Người bị đưa vào hồ bên dưới, rồi dùng búa chém đứt dây thừng cho các tảng đá rơi xuống hồ. 12. Bị cố giả khi phải tới thung cửu địa ngục. Người nào khi còn sống mà lãng phí lương thực, chà đạp ngũ cốc, như thức ăn còn dư thừa đem phơi ngoài trời mà người lại giẫm đạp lên, hoặc không thích ăn nên chỉ nhón vài đũa rồi đem vứt, sau khi chết sẽ bị đưa vào đây, đẩy vào cối để bị giả. Người khi ăn cơm mà buông miệng văn tục, chửi rủa, khi chết cũng bị đưa vào đây chịu tội. 13. Chịu khổ trong bể máu tại huyết trì địa ngục. Phàm người không tôn trọng người khác, bất hiếu với cha mẹ, không ngay thẳng, tính tình tà đạo, sau khi chết sẽ vào huyết trì địa ngục, chịu khổ trong bể máu. 14. Không được trở lại kiếp người khi đến uổng tử địa ngục. Mọi người cần biết rằng, để có được một thân thể làm người trên thế giới này là một điều vô cùng khó khăn, chính là cơ hội được Diêm Vương ban cho. Do đó, hễ ai không biết quý trọng đi tự sát, như cắt mạch máu, uống thuốc độc, treo cổ, làm Diêm Vương nổi giận, thì sau khi chết sẽ bị đưa vào uổng tử địa ngục. Đừng bao giờ nghĩ đến việc trở lại kiếp người nữa. 15. Bị phanh thây xẻ thịt nếu phải đến trách hình địa ngục. Những kẻ đào mộ bới phần người khác, sau khi chết sẽ bị giải vào đây để chịu tội phanh thây xẻ thịt. 16. Đuổi lên núi lửa khi đến hỏa sơn địa ngục. Kẻ nào bòn rút của công để làm giàu cho mình, ăn đúc hối lộ, trộm gà, cắp chó, cướp bóc tiền tài, phóng hỏa đốt nhà, sau khi chết sẽ vào tầng này để bị đuổi lên núi lửa, cho lửa trên đường đi thiêu đốt mà không thể chết được. Ngoài ra, còn cả những hòa thượng, đạo sĩ phạm giới cũng sẽ bị đuổi lên hỏa sơn. Tầng này được xem là đông khách nhất. 17. Mai xác thành nhục tương nếu phải đến thạch ma địa ngục. Kẻ nào giẫm đạp ngũ cốc, đem trộm ngày giật, tham quan ô lại, hiếp đáp bách tính, sau khi chết sẽ bị đưa vào thạch ma địa ngục, mài xác thành nhục tương, sau đó được phục hồi lại thân người để rồi lại bị mài xác. Hòa thượng, đạo sĩ ăn mặn cũng sẽ vào đây. 18. Cưa xẻ thân thể nếu bị đày tới đao cư địa ngục. Kẻ nào khi còn sống ăn bớt tiền công vật liệu, dối trên lừa dưới, dụ dỗ phụ nữ nhi đồng, buôn bán dối trá, sau khi chết đều được vào đây. Người vào sẽ bị lột hết y phục, tay chân bị cột vào bốn trụ dang ra theo hình chữ đại, dùng lưỡi cưa cắt từ đáy lên tới đầu. 10 cách để nhìn thấy ma, thím nào dám thử. Các bạn tham gia trò chơi này phải thật can đảm và dũng cảm nhé. Chuẩn bị tất cả các tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Chúc bạn may mắn. Cách 1. Cầu cơ chỉ dành cho ai gan dạ, dám chơi, dám chịu. Sau đây là cách vẽ bàn cầu cơ. Lấy tờ giấy A4, viết 24 chữ cái,
Sau đó, một bên viết ra thần, thánh, ma, quỷ.